Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, loại mô tô mini được dân chơi gọi với cái tên cao cao bay, không biển số, không giấy tờ, đang được một số người vô tư mua bán, chạy bát nháo từ hẻm ra phố. Tôi mua về tôi đi trong hẻm cà phê rồi ầm ầm, cái trên hóc môn chơi đầy. Ồn ẩu tành giống như xì ba vậy đó. Thì nó hơi ồn ào tí, còn kêu mà nó im ru giống như rim quay là không có. Xe này bình thường á, xe chạy chơi mà nó quay chạy gì. Xe này chạy trong đường nội bộ thôi chứ chưa gặp công an bao giờ. Xe này xe chạy chơi mà, công an bắt á. Xe này đâu có được phép lưu thông đâu, đâu có biển số đâu, xe này xe nhỏ mà. Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Ông Hoàng, một đầu mối cung cấp cào cào bay ở thành phố Hồ Chí Minh, đầu không đội mũ bảo hiểm, lái mô tô cào cào không biển số, quay phim trình diễn trên đường Đông Thạnh 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tiếng nẹt pô gầm rú làm kinh động cả một đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại. Chỉ vài giờ sau, tài khoản mạng xã hội của ông này đăng clip mới quay. Nhiều tài khoản vào bình luận hỏi giá xe. Ngày hôm sau, ông Hoàng dựng sẵn một số ô tô cao cao và tư vấn. Một mét mốt thì chơi cào cào được. Còn nếu mà dưới một mét đó là chơi mô tô. Hết cào cào quá thì mình có thể hạ yên xuống được. Ô nổ tành giống như xì ba vậy đó. Thì nó hơi ồn ào tí, còn kêu mà nó im ru giống như rim quay là không có. Xe này bình thường á, xe chạy chơi mà nó quay chạy gì. Người lớn thì chơi 70 chứ 70 này nó mạnh mẽ hơn chứ. Nó phù hợp hơn chứ, còn 50 đó là cho nít chơi thôi. Nhưng mà mình chơi ké tí xíu vẫn được. Ông Hoàng nói mô tô cào cào mini 50cc khi chạy vẫn có tối đa khoảng 30 km/h, giá 40 triệu đồng. Với loại 70cc có vận tốc tối đa hơn 70 km/h, giá 15 triệu đồng/chiếc. Giá này ông Hoàng nói vận chuyển đến tận nơi người mua xe. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ trên một số tài khoản mạng xã hội, ông Hoàng còn đăng nhiều clip với tư cách ông mô tô cào cào mini. Trong số đó có clip một số ông đại điều khiển xe nẹt pô trên đường phố, thu hút nhiều người xem để tư vấn hỏi giá xe. Đặc biệt có cả clip bé trai không đội mũ bảo hiểm lái mô tô cào cào chở một bé trai khác chạy bát nháo trên đường. Trong một clip giới thiệu ông Hoàng nói một bé trai thổ máy và nẹt pô cào cào mini, ông này không có chút e dè khi giới thiệu xe này thích hợp cho các bạn từ 4 tuổi trở lên. Tiếng xe inh ỏi rất khó chịu, để trẻ em chạy xe như thế này rất nguy hiểm. Một người dân sinh sống gần khu vực ông Hoàng quay clip bức xúc. Ngày 19 tháng 9, tại một con hẻm đường Lê Trọng Tấn ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên tên Tâm lấy trong nhà ra một mô tô cào cào 80cc kiểu dáng gọn gọn, chốt giá 6,5 triệu đồng. Tâm nói xe trên đã qua sử dụng, còn đẹp lung linh và đáng chơi. Xe này theo Tâm có động cơ 2 thiệt, dùng xăng pha nhớt, được gắn vô nút gầm nên tiếng thêm không la, chạy không mất tình trạng như sóng. Xe chỉ chạy được 40 km/h, nhưng người này nói nếu gắn phu xe Sipor, tốc độ lên đến 80 đến 90 km/h. Cũng theo Tâm, xe trên được nhập lậu nguyên chiếc. Con này là cào cào 80cc, hết giá là 6,5 triệu anh. Con này đang bị đau vô, cái vô đút gầm anh, cái vô nó hơi bị ém nên là nó êm. Chạy nó không có mắc tình làng dễ sớm. Cấu hình hiện tại thì đang chạy khoảng 40, còn nếu như mà đi bô thoáng như bô xì bo đồ á thì chạy 80, 90 bình thường. Xe này chạy trong đường nội bộ thôi chứ chưa gặp công an bao giờ. Xe này xe chạy chơi mà, công an bắt á. Xe này đâu có được phép lưu thông đâu, đâu có biển số đâu. Xe nhỏ mà, nhập nguyên con, nhập lậu mà này chơi mà xe nhỏ mà giấy tờ đâu có giá này. Nhỏ cái gì mà nó có giấy tờ là hơn 100 triệu. Cùng ngày tại nhà trong hẻm đường Cách Mạng tháng 8 quận 10, một đầu mối khác tên Lộc lần lượt nổ hai mô tô cào mini và báo giá một chiếc 3,5 triệu đồng, chiếc còn lại do còn mới nên giá 4 triệu đồng. Để kiểm chứng, ông Lộc cũng dắt hai xe trên ra hẻm, không đội mũ bảo hiểm, lần lượt ngồi lên xe nổ máy, rồ ga, lao vung vút, âm thanh phát ra chát chúa. Xe chạy ầm ầm chứ, con nào máy cũng mạnh hết, chạy bình thường chứ không có gì hết, ông Lộc nói. Theo ông này, hai xe trên đều được nhập từ châu Âu nhưng không có giấy tờ và có thể chạy hơn 40 km/h. Ý là xe này là nhập châu Âu về nguyên con á, nếu mà lên hết bác là tôi chưa đo nhưng mà tầm khoảng cho 40 hơn. Tôi mua để chơi mà giờ đi làm không có thời gian chơi cho nên nổi bán thôi chứ. Tôi mua về tôi đi trong hẻm cà phê rồi ầm ầm, cái trên hóc môn chơi đầy. Thì cũng cào cào nãy thì nè. Tại vì ở trên đó là hẻm nó nhưng nó đường nó cũng rộng, giống như đất nó còn trống á, nhà cũng thưa á, chơi nó dễ. Việc người lớn quay clip trẻ em chạy mô tô 50cc, 70cc trên đường, không biển số xe, không đăng ký xe, sau đó đăng tải clip trên mạng, có thể có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng năm 2018. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP,
Hành vi này bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm và buộc gỡ bỏ các thông tin này. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định, việc chạy xe máy không có giấy đăng ký xe bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe, không có giấy tờ thì bị tịch thu xe. Đối với xe máy không gắn biển số, loại xe có quy định phải gắn biển số, bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vị đại diện PC08 cho biết thêm, hành vi chạy xe máy, loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định còn bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tịch thu xe và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Người dưới 14 tuổi chạy xe máy không phải là đối tượng bị xử phạt, nhưng người giao xe, chủ xe sẽ bị xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đại diện PC08 khuyến cáo việc điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật. Việc không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không theo quy chuẩn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân người điều khiển và người khác khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tập podcast lần này. Quý thính giả nghĩ như thế nào về tình trạng mua bán tràn lan loại mô tô mini với cái tên cao cao bay này? Quý thính giả có thể chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.